xin chào tất cả mọi người. Thì như cái thông tin ngày hôm qua là Tàng cũng có cập nhật về cái thông tin mà bà Nguyễn Phương Hằng đang rất là căng đét với lại Nguyễn Xin. Thì không biết rằng là Nguyễn Xin sẽ đáp trả bà Nguyễn Phương Hằng như thế nào. Thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ chờ đợi những thông tin phản hồi từ Nguyễn Xin. Liệu chừng Nguyễn Xin có dám ra một cuộc hẹn hay là có thể rằng là đối đầu với bà Nguyễn Phương Hằng về cái câu chuyện nhổ răng hay không. Thì chúng ta phải chờ đợi nha mọi người. Và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến thầy ông nội và những cái người có những cái hành vi tội phạm, phạm tội ở trong thiền am bên bờ vũ trụ. Thì xét theo cái khía cạnh mà tới thời điểm hiện tại bây giờ là thiền am bên bờ vũ trụ đã bị khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can. Một bị can thì là ông Lê Tùng Vân được tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú với cái hạ tội gọi như là lợi dụng quyền tự do dân chủ và xâm phạm lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân nhà nước nữa nha mọi người. Thì cái tội danh này theo như cái luật định mới nhất thì nó sẽ rơi vào những cái khoản phạt như thế nào, đi tù bao nhiêu năm. Rồi tiếp theo sau đó là sẽ khởi tố tiếp hai tội nữa, đó là cái tội gọi như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác và cái tội gọi như là bập loạn luân. Đó thì là đang còn hai tội nữa. Thì xét về cái khung hình phạt cho ba tội này thì như luật sư Đặng Văn Cường cũng đã lên tiếng và nói rằng là nó rơi vào khoảng 30 năm. Thì ông nội Lê Tùng Vân hiện tại bây giờ là đã 90 tuổi, thì rơi vào khoảng 120 tuổi. Thì liệu chừng là ông nội sẽ có thể rằng là về với ông bà, ông vãi hoặc xuống 18 tầng địa ngục là trong cái giai đoạn ở trong tù. Thì Lực Tàng cũng vừa mới cập nhật được một cái thông tin chính xác nhất từ phía của luật sư nói về cái tội mà vừa khởi tố ông Lê Tùng Vân xong thì nó rơi vào khoản mấy, điều mấy và bao nhiêu năm. Thì Lực Tàng cũng xin phép đọc lên đây để cho tất cả mọi người cùng nắm bắt rõ hơn. Ông Lê Tùng Vân đối diện với mức án nào? Ông Lê Tùng Vân vừa bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức và cá nhân. Ngoài ra ông này còn đang bị xem xét điều tra về tội loạn luân, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Ngày 7 tháng 1, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã khởi tố ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, Lê Thanh Hoàn Nguyên, sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, Lê Thanh Trùng Dương, sinh năm 1995, về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Cả 4 bị can cùng cư trú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tại địa điểm được gọi là Tịnh Thất Bồng Lai, nay Thiền Am bên bờ vũ trụ. Công an quyết định bắt tạm giam đối với 3 bị can, riêng ông Lê Tùng Vân bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo luật sư Nguyễn Đức Chánh, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, với tội danh vừa khởi tố trên thì ông Lê Tùng Vân sẽ đối mặt với mức án lên đến 7 năm tù. Đây là mới một nơi nha mọi người, tức là cao nhất là 7 năm. Đây là cái tội đầu tiên nha mọi người. Để tôi đọc tiếp cho mọi người ha. Theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Ông này là vô cái khung này nha mọi người. Phạm tội gây ảnh hưởng đến an ninh này, trật tự này, an toàn của xã hội thì khung là từ 2 đến 7 năm, được chưa? Ngoài ra, theo luật sư Lê Bích Chi, công ty luật trách nhiệm hữu hạn MTV Vinan, theo thông tin từ báo chí, cơ quan điều tra đang tiến hành tội loạn luân liên quan tới những người trong Tịnh Thất Bồng Lai. Về tội danh này, nếu vi phạm, ông Vân có thể bị phạt tù từ 5 năm theo điều 184 Bộ luật hình sự năm 2015. Tại điều 184 Bộ luật hình sự 2015 quy định, người nào giao cấu với người mà biết rõ người đó là dòng máu và trực hệ là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Là tội loạn luân đó mọi người, 1 đến 5 năm. Thấy chưa?
Theo luật sư Nguyễn Thành Sơn, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hành vi mạo danh cơ sở tôn giáo tín ngưỡng để đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên thì đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. À, chúng ta sẽ đi đến với cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái tội đầu tiên là lợi dụng quyền tự do, xâm phạm lợi ích tổ chức cá nhân nhà nước, là rơi vào cái khung từ 2 đến 7 năm, kịch khung là 7 năm nha mọi người. Rồi cái tội mà loạn luân từ 2 đến 5 năm, kịch khung là 5 năm, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại 174 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Riêng đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà số tiền nhận từ thiện lên đến 500 triệu đồng trở lên thì hình phạt thấp nhất là 12 năm, cao nhất là tù chung thân. Cái tội lừa đảo này còn căng hơn nha mọi người. Nếu như số tiền quyên góp lên đến 500 triệu đồng, trên 500 triệu đồng thì là 12 năm tù, thấp nhất nha mọi người. Đấy, còn cao nhất là tù chung thân. Thì mọi người nghĩ rằng là trong tiền am, trong tiền thất này là thu bao nhiêu rồi? 500 triệu cái gì có mà 500 tỷ, hơn 500 tỷ thì có, 500 triệu tỷ thì có, đúng không mọi người? Tội này là, ông này là vô cái tù chung thân là đúng luôn, không sai đâu. Đấy, rất là nhiều. Chuẩn bị xây nhà lầu này, nhà tắm này, được chưa? Đấy, iPhone, iMac, điện thoại này, sống như một ông vua, một ông hoàng này, xe hơi này, xe sang, xe xịn này, đi ăn chơi phèo phỡn, tắm bùn, tắm biển này, du lịch khắp năm châu bốn biển này, cưỡi ngựa bắn cung này, ơi gái gú bên cạnh là đầy đủ này, không thiếu thốn bất cứ một cái gì. Nói chung là ông vua ngày xưa sống còn không sướng bằng cái ông nội Lê Tùng Vân và các cái đệ tử con ruột của ông ấy ở trong đó nha mọi người. Sướng rất là sướng, được chưa? Ngoài ra trong quá trình điều tra, nếu bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường phục khắc phục hậu quả, thuộc trường hợp là người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên thì cũng được xem xét giảm nhẹ tội một phần trách nhiệm của hình sự. À, nói chung là nội mà chịu khó ăn năn, sám hối, khai nhận và khắc phục bồi thường, có thể rằng là bán nhà bán cửa rồi đục kết sắt ở dưới đất lên để đi bồi thường lại cho những người bị thiệt hại, trả lại tiền mà ăn chặn lừa đảo, rồi có thể rằng là khai báo ra những cái vấn đề sai phạm, rồi những ai là đường dây móc nối về tổ chức của mình để có cái dấu hiệu lợi dụng và lừa đảo thì có thể rằng là sẽ được giảm nhẹ tội, được chưa? Rồi tuổi già trên 70 thì cũng có tình tiết giảm nhẹ trong đó. Như vậy là cũng rất là nhiều tình tiết để cho nội có thể là giảm án đó mọi người. Nhưng mà quan trọng là đến cái khi mà sắp lên bàn cân rồi thì không biết là nội có quay đầu chuyển hướng hay là lại chửi công an như ngày xưa. Làng nước ơi, nó bắt cóc con tôi, nó bắt cóc người, công an bắt cóc người. Làng nước ơi, cha mẹ nó đầu độc con. Mà nếu mà cứ như vậy nha là kịch khung, không có giảm một tí nào hết nha mọi người, được chưa? Ngày 7 tháng 1, trao đổi với phóng viên Dân Trí, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, thời gian qua, cơ quan này đã nhận rất nhiều đơn, thư của tổ chức cá nhân liên quan đến những sai phạm ở hộ bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai hay Thiền An bên bờ vũ trụ. Những phản ánh chủ yếu xoay quanh các hành vi có dấu hiệu trục lợi, hình thức tu tại gia, nuôi trẻ mồ côi cơ nhở để kêu gọi từ thiện, trục lợi từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích tổ chức cá nhân và loạn luân. Căn cứ vào tài liệu thu thập được phản ánh về hành vi sai phạm của các đối tượng tạm trú sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngày 3 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân theo điều 331 của Bộ luật Hình sự. Ngày 4 tháng 1, nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền quyên góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công an Đức Hòa đã tổ chức bắt quả tang và khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc, làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để làm rõ hành vi sai phạm có liên quan. Kết thúc khám xét, cơ quan điều tra mời 14 người liên quan tại hộ bà Cao Thị Cúc về trụ sở công an huyện Đức Hòa để làm việc. Quá trình thực hiện có sự tham gia chứng kiến của các ngành chức năng và chính quyền địa phương.
trên cơ sở chứng cứ thu thập được sau khi Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn ngày 5 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố 4 bị can trong trường hợp như đã thông tin ở trên. Đó là một cái bài báo mới nhất về cái tội trạng của những cái thành viên ở trong Thiền Am bên bờ vũ trụ. Được chưa? Như vậy là chúng ta cũng đã khẳng định rằng là tội trạng là bây giờ là đã có đầy đủ, bắt đầu sẽ xâm nhập đến cái tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Và ở đây thì một cái thông tin nói rằng là công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ập vào để bắt quả tang khi nghe được cái nguồn tin từ người dân tố cáo lên là nhận tiền gọi như là lén lút để phục vụ mục đích cá nhân. Thì công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ngày 3/1 đã ập vào đó bất ngờ đó để bắt quả tang nha mọi người. Thì chắc hẳn rằng là những bằng chứng chứng cứ xác thực thì nó đã rõ ràng rồi, nhưng mà mở rộng thêm, tìm hiểu thêm là nhận bao nhiêu, số tiền có lên đến trên 500 triệu hay không, để cho từ khung 12 năm cho đến trung thân nha mọi người. Rồi cái chuyện loạn luân thì hiện tại bây giờ cái sơ đồ xét nghiệm ADN đang lan truyền trên mạng xã hội á, là cái đó là cũng chưa được chính xác nha mọi người. Cái đó là chỉ là những người theo dõi cái sự việc này trong quá trình dài thì người ta cũng vẽ ra. Thì theo như quan điểm nhìn vào đó thì Lực Tàng cũng thấy là đúng đó, nhưng mà nó hơi rối não một tí nha mọi người. Cho nên là những thông tin đó chúng ta cứ được từ từ chờ đợi. Rồi một cái thông tin nữa đang lan truyền mà làm cho xã hội cộng đồng dậy sóng là cái thông tin mà những cái bức hình của mấy anh chọc tu ca giả sư này chụp hình với lại Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng rồi Hoài Linh thì cũng đang được đào bới lại. Thì theo như cái nguồn tin và của các điệp viên cung cấp thì đó chỉ là những cái hình ảnh mà chụp với thần tượng của mình thôi, chứ không có cái vấn đề gì gọi như là liên quan móc nối giữa các nghệ sĩ này với lại Thiền Am bên bờ vũ trụ. Và một cái nguồn tin nữa là liên quan đến Đình Quân rồi Khương Dừa, đó là những người làm mảng truyền thông, rồi Trấn Thành nữa là đưa lên từ danh hài, thách thức danh hài cuộc thi Bolero rồi này nọ để lăng xê rồi đưa cho Tịnh Thất Bồng Lai, là có thể rằng là cho mọi người biết đến đó, nổi tiếng nổi danh đó. Rồi cái câu chuyện mà vào trong Thiền Am bên bờ vũ trụ quay nói rằng hoa ưu đàm nở rộ mấy ngàn năm ở trong Thiền Am mà không phải nở một lần nha mọi người. Trong Thiền Am là nở đến chục lần, mấy chục lần, cứ vào 1-2 tháng mà thấy là không nổi nữa là bắt đầu là đó lại quay hoa ưu đàm lên. Mà mọi người biết là ai quay không? Đền Quân quay nè, Khương Dừa quay, thấy chưa? Trong thời điểm trước đó lâu rồi, từ cái ngày mà Đền Quân quay một phát là nói tất cả mọi người là nổi đình nổi đám lên luôn. Thì những cái thông tin này thì chắc hẳn là nó cũng sẽ nằm ở trong cái hồ sơ điều tra của lực lượng cơ quan chức năng để giải quyết cái sự việc. Thì không biết được rằng là họ có liên quan gì hay không, hay là họ chỉ là những người nhất thời xem thấy là cũng bị lừa như tất cả chúng ta. Thì chúng ta cũng phải chờ đợi xem cái kết quả cuối cùng từ phía lực lượng cơ quan chức năng. Và những cái hành vi đó thì khiến cho tất cả mọi người đang rất là phẫn nộ, thì cũng đang rất là rắc rối trong câu chuyện này. Thì Lực Tàng cũng sẽ cố gắng cập nhật thêm, có thông tin gì mới thì Lực Tàng sẽ cập nhật ngay và luôn để gửi tới tất cả mọi người trong những cái bản tin tiếp theo. Sáng ngày hôm nay, ngày 8 tháng 1 thì Lực Tàng cung cấp thông tin đến đây thôi ạ. Có những thông tin gì mới thì Lực Tàng sẽ cập nhật ngay. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.